bảng. Hello hello, thầy hiếu chào các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cái phần tiếp theo, bài số 20 trong mình uh, trong cái chuyên mục là 5 phút học toán tư duy lớp 3. Đây sẽ là một bài khá là khó liên quan đến người ta gọi là cái dạng toán là phép toán tự định nghĩa. Thế nào là phép toán tự định nghĩa? Thì có nghĩa là chúng ta sẽ dùng các ký hiệu nào đó để chúng ta tự định nghĩa theo một cái quy luật nào. Đúng không? Ví dụ như là ở đây chúng ta có này. 5 Uh, cái phép toán xO này, này đấy mình gọi là một phép phép toán tự định nghĩa thì uh, nó sẽ có hai cái số một số đứng đằng trước và một số đứng đằng sau cái phép toán đó và nó ở đây nó sẽ bằng 5 cộng 55 như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà người ta diễn giải ra cái quy luật của cái phép toán này chúng ta hãy quan sát thêm ở cái uh, phép toán tiếp theo là một xO3 thì nó bằng một cộng với 11 cộng với 111 đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn này, 5 này. Đó, như vậy đây là 5, đây cũng là 5, đây cũng là 5. Và cái hai này là gì? Chúng ta thấy đây là 1, đây là 2, như vậy có hai cái số hạng và ở uh, các số hạng đấy được tạo thành từ tất cả các chữ số đều là các chữ số 5 và tăng dần lên. Đúng không? Kết quả chỗ này bằng 60. Thế ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ thấy đây là 1 đó, còn đây là 3 thì chúng ta thấy đây là 1, đây là thử số hạng thứ 2, đây là số hạng thứ 3. Đúng không? Và lúc này chúng ta cộng cái này lại, chúng ta sẽ được là 123. Chúng ta sẽ kiểm tra thêm à, cái quy luật 2XO4 để xem nó có đúng hay không. Chúng ta thấy này, bằng 4 số hạng, số hạng đầu tiên là 2, số hạng thứ 2 là 22, số hạng thứ 3 là 222 và số hạng thứ 4 là 2222 chúng ta cộng lại chúng ta sẽ được là 2468. Vậy bây giờ chúng ta đã biết cách để chúng ta có thể tính 4 xo5 rồi phải không nào? Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bằng 5 số hạng cộng với nhau. Số hạng đầu tiên sẽ là 4, số hạng tiếp theo sẽ là 44, số hạng tiếp theo là 444, số hạng tiếp theo là 4444 và số hạng cuối cùng là 44000. 444. Bây giờ chúng ta sẽ thay số liệu, chúng ta được là 49.380. Thầy nhớ không nhầm thì đáp án nó sẽ là như thế này. 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 ở hàng đơn vị, chúng ta được 20. Viết 0 nhớ 2. 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4, 4 nhân 4 là bằng 16, 16 nhớ 2 là 18, viết 8 nhớ 1. Tiếp theo 4 cộng 4 cộng 4 là bằng 12 nhớ 1, 13 viết 3 nhớ 1. 4 cộng 4 là 8 nhớ 1 là 9. Ok hạ 4 xuống như vậy áp số đúng rồi. Đây là một bài toán rất thú vị phải không nào? Để xem thêm nhiều video và nhiều bài học hay hơn nữa thì các em học sinh hãy vào mathx.vn. Đây là website của thầy Hiếu được xây dựng với rất nhiều tâm huyết. Ở đây có rất nhiều những nội dung để chúng ta có thể học. Uh, từ lớp 1 cho đến lớp 9, cũng như là thi vào cấp 3, thi vào cấp 2 và ôn các kỳ thi học sinh giỏi. Có rất nhiều những nội dung, đó là ví dụ như là học toán hàng tuần, ôn tập hè, toán tư duy Singapore và các bài toán tư duy chọn lọc, uh, các chuyên đề nâng cao cũng như là các kỳ thi học sinh giỏi. Các em hãy đăng nhập vào matic.vn để học cùng thầy Hiếu. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!